Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Phương Thanh có phát ngôn về phi công trẻ. Lê Hoàng nhận xét cô không khéo nhắc chuyện đánh nhau. Sau rất nhiều năm làm mẹ đơn thân, không chỉ chia sẻ về tiện tình cảm, việc Phương Thanh mới đây bất ngờ xuất hiện tình tứ bên bạn trai tình đồn kém cô 19 tuổi đã gây ra nhiều tranh cãi và ý kiến trái chiều. Được biết, bạn trai tình đồn của chị Chanh tên Doãn Chí Kiên, sinh năm 1993, cao hơn 1m8 và có ngoại hình như người mẫu. Anh quê Nam Định, hiện sống và kinh doanh lĩnh vực thời trang tại thành phố Hồ Chí Minh. Dù kém Phương Thanh nhiều tuổi, song vẻ ngoài có phần già dặn từng trại của Doãn Chí Kiên khiến cả hai trong cân xứng khi đứng cạnh nhau Trước đó Phương Thanh từng ấp mở việc có người yêu Trong buổi họp fan mới đây Doãn Chí Kiên đã lên sân khấu tặng hoa Và ôm chặt nữ ca sĩ Khiến cô không giấu nổi niềm hạnh phúc Phương Thanh cho biết cả hai quen nhau Từ lần cô mời anh tham gia quay MV mới Sau đó cặp đôi chị em bắt đầu thân thiết Đi chơi với nhau nhiều hơn Và tìm hiểu đối phương mặc dù công khai xuất hiện bên cạnh chàng trai kém tuổi nhưng phương thanh vẫn mong muốn giữ lại cho mình một chút riêng tư cô bộc bạch bây giờ có thành cơm thành gạo gì thì cho tôi xin thêm thời gian tôi mới trả lời được chúng tôi đang có tình cảm để làm việc gọi là anh em nương tựa chị em nương tựa vào nhau, lát nữa tôi sẽ giới thiệu thêm các thành viên trong gia đình và Kiên là người trong gia đình rồi. Tất cả mọi người đều quý mến Kiên, không chỉ khán giả đẩy thuyền đâu, mà gia đình cũng vậy, nhưng mọi thứ còn phải để ngày mai, đừng còn dài tất cả để tùy duyên. Đội ca sĩ vui vẻ giới thiệu trước khán giả của mình về cơ duyên gặp Doãn Trí Kiên, xin giới thiệu hai họ nhà trai. Đây là Doãn Chí Kiên, chúng tôi đẹp đôi không? Hôm nay tôi sẽ kể hết, trùm sân khấu, đỡ đầu là tôi. Đánh vào nhiêu tôi sẽ đỡ hết nên Chí Kiên đừng có lo. Đầu tiên tôi là người tìm Doãn Chí Kiên để quay MV. Xem trên TikTok thấy đẹp trai, nhìn lai like tay nên tưởng là người nước ngoài. Có một bạn hâm mộ ruột của tôi nói đây là Doãn Chí Kiên ở Việt Nam. Vì ngày xưa từ một thời đã xa, tôi đã quay với các chàng trai lãng tử đẹp trai vì hình ảnh đó sẽ hướng tới công chúng. Tôi hát mọi người chiêm ngưỡng cái đẹp. Sau một thời gian tôi nói với trí Kiên, Kiên ơi, chị lớn hơn Kiên khoảng 19 20 tuổi, hai chị em phải gặp nhau cho nhiều xíu để thân cho dễ quay, sau đó chúng tôi đi cà phê dần dần quen thân. Đến lúc quay phim quảng cáo mời Chí Kiên không đóng vì Chí Kiên không phải trong giới nghệ sĩ, Chí Kiên có thương hiệu thời trang riêng tự làm tự quay, không tương tác với ai ngoại trừ mình với mình và ekip. Khi tôi thuyết phục chỉ cần hình ảnh của Kiên nên sẽ làm bài hát lãng mạn như con người Kiên, quay hình ảnh như những gì Chí Kiên có, cặp mắt rất mơ màng dịu dàng cái đó đẹp diễn xuất nhiều nhưng tự nhiên không ai có tôi đang cần điều đó chí kiên can đảm nhận tới lúc quay tôi phải chọn ekip như chất của chí kiên anh em nhẹ nhàng dịu dàng như nhau tất cả mọi thứ Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng cho biết bản thân cô và Doãn Chí Kiên là cặp đôi sân khấu truyện vọng thời gian tới. Con gái ghê lắm, được nước là làm tới. Các bạn nhớ yêu cẩn thận, đừng có chiều quá. Sắp tới sẽ là cặp đôi showbiz chính ít đầy chuyển vọng và nội lực. Phương Thanh đã có bạn trai trong nghệ thuật. Còn chuyện riêng tư, tôi vẫn như ngày xưa, giấu đi chừng nào thành cơm tôi báo. Luật nhân quả, phải có nhân trước mới có quả sao. Nhân gieo không tốt, quả sẽ ra rất xấu. Nhân gieo tốt, quả sẽ ra bằng phúc. Tôi sẽ cố gắng gieo duyên với chí kiên bằng phúc nhân hòa thì quả đẹp nhìn là thấy nhân hòa rồi phải không rất nhẹ nhàng đàn ông dịu dàng nhưng rất dứt khoát đó là điều tôi phải cố gắng đầu tiên phải giữ chí kiên trông đẹp hơn trước vì chí kiên không chịu ra showbiz quay cũng phải như thế nào mới được Phương Thanh rất hạnh phúc vì bạn trai kém 20 tuổi là người đàn ông vô cùng tâm lý và tinh tế. Chị Chanh tiết lộ rằng có lần cô phải đi trường xa vào đúng ngày sinh nhật của con gái cưng. Trong khi nữ ca sĩ đang lo lắng, ái nữ sẽ giận, thì Doãn Trí Kiên đã đề nghị để anh đảm nhận nhiệm vụ tổ chức sinh nhật cho bé gà vì muốn bù đắp sự thiếu vắng của mẹ. Chị Chanh khá cảm động trước tấm chân tình của bạn trai kém 20 tuổi, đối với khách khẳng định hiện tại cả hai xem như tri kỷ, như người thân trong gia đình và đồ rằng họ đang là anh em nương tựa. Dù cặp đôi nhận được nhiều lời chúc phúc, nhưng cũng có không ít bình luận trái chiều về việc Phương Thanh quen trai trẻ và chia sẻ quá nhiều về Mộc nữa trong mấy ngày qua. Mới đây, đạo diễn Lê Hoàng cũng có bài viết dài nói về con người thật của Phương Thanh. Kể lại khoảng thời gian mới quen biết nữ ca sĩ khoảng 17 năm về trước, khi ấy vẻ ngoài của Phương Thanh trong mắt Lê Hoàng không có gì ấn tượng và đặc biệt. Anh kể, Phương Thanh chả gây ấn tượng gì đặc biệt với tôi nói riêng và hình như các trai trẻ nói chung. Vì lúc đó, da nàng không trắng, chân nàng không dài và vài thứ của nàng cũng không to. Nhưng khi nàng cất tiếng hát, ấn tượng, rung chuyển cả phòng. Có lần đứng cạnh nàng ở sân khấu, tôi bảo em sẽ trở nên nổi tiếng trong cuộc đời tôi tôi chỉ nói câu đó với hai người là thúy nga và phương thanh lúc đó nàng không chú ý tới lời tiên tri ấy lắm có lẽ vì hai lý do, một là nàng biết thừa điều đó, hay là vì lúc ấy tôi không đẹp trai bằng bây giờ. Dù thời kỳ của Phương Thanh, các ca sĩ không có PA, không có quảng cáo, không có scandal và cũng không có chấm 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 để viện vào như vậy. Theo lời kể của Lê Hoàng, Phương Thanh dù là ca sĩ nổi tiếng, từng làm mưa làm gió, thời làng sống xanh nhưng lại có cuộc sống giản dị đời thường. Khác với các nghệ sĩ khác, dù có nhiều tiền đến đâu, Phương Thanh cũng chả quan tâm lắm tới đồ đạc. Một cái túi sách đắt tiền nàng coi như giỏ cá khô, viên, cấp nách, nhào nát, quần áo nàng nếu không phải trên sân khấu thì hình như chỉ khoác cho xong, ăn uống cũng vậy nàng có khả năng nhậu ở vỉa hè ngay trước khách sạn năm sao anh cho biết nam đạo diễn còn nhấn mạnh phương thanh sống bình dân không hề câu nệ không khư khư giữ hình ảnh ngôi sao nàng như bà lao công trên sân khấu ca nhạc chỉ biết hát hết sức lực rồi sau đó quần quật chơi và quần quật yêu nàng tận hưởng hạnh phúc một cách vất vả và bừa bộn không quan tâm tới sự suy tư điểm nổi bật nhất ở của phương thanh là sự hồn nhiên đến mức kinh người không khéo nhất việt nam nàng sống ao ao yêu thương rồi chửi bới ao ào, ào có đứa kể rằng không thiếu gì những buổi tối phương thanh rủ cả đám bạn đi ăn khuya đồ ăn vừa dọn ra thì nàng có điện thoại thế là nàng ôm máy nói suốt cho tới lúc tiệc tàn nàng quay lại trả tiền cứ như đã ăn no nghe nói có những lúc hóa đơn điện thoại của phương thanh đủ mua một căn hộ có cả một anh người mẫu bên trong nếu bạn đang ngồi thấy chiếc xe hơi bóng loáng dừng lại cánh cửa êm ái mở ra bàn chân trắng muốt đi giày cao gót kiêu kỳ bước xuống thì chắc chắn đó không khi nào là phương thanh phương thanh phải từ đâu không biết có khả năng từ xe ôm hoặc xe ba bánh hớt hải chạy ao tới chỗ bàn vừa thở vừa chửi rủa chuyến máy bay hạ cánh muộn trong công việc cũng như trong quan hệ phương thanh ham vui một cách thái quá xem đá banh khuya là nàng mặc quần đùi chạy trên sân khấu là nàng đánh nhau trên vỉa hè là nàng và trồng cây chuối trên sân khấu cũng là nàng Phương Thanh cũng chả hơi đau tỏ ra dễ thương hay hiền thục. Có người quả quyết với tôi rằng nhiều khi một tay nàng cầm miếc để hát, tay kia cầm cái búa giấu sau lưng, khán giả nào chạy lên xàm sở, nàng nện ngay. Ở Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình Sài Gòn, có khoa tai nạn xe hơi, khoa tai nạn lao động và khoa Phương Thanh đánh lúc nào cũng đầy bệnh nhân. Lê Hoàng kể nhiều câu chuyện thú vị liên quan đến Phương Thanh. Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp chung quan điểm với Lê Hoàng khi đã tiếp xúc và hiểu Phương Thanh. Dù nói nhiều về nữ ca sĩ, nhưng nam đạo diễn không hề nhắc gì tới chuyện tình cảm của chị Chanh, vốn là chủ đề đang được đông đảo cư dân mạng tò mò. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.